Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở Ocean Park 1 và ở đây có 66 tòa, dân cư rất là đông đúc. Nhưng mà bật mí cho các anh chị, còn hai tòa chưa mở bán. Đó chính là tòa S210 và S217. Hiện tại thì tôi đang đứng ở tòa S217. Và tòa này thì có những cái tiện ích gì và rất là tuyệt vời, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi một vòng nhé, một vòng, cả nhà sẽ đi một vòng. Đằng trước nhà là đường 2 chiều 50m, giao thông thuận tiện và đến cửa luôn nha. Đối diện là Đại học VinUni, là trường đại học tinh hoa phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam mà tập đoàn Vingroup đầu tư lên tới 5.600 tỷ đồng để phát triển. Vâng, rẽ sang trái khoảng 30 bước chân thôi thì chúng ta sẽ thấy được điểm dừng xe buýt. Đây là một điểm ở chân tòa nhà S215 cạnh tòa nhà S217 của chúng ta. Và có rất là nhiều xe đi nội khu, xe đi Hà Nội, xe sang Ocean Park 1, 2, 3. Vâng, và chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp nội khu dưới chân tòa nhà thì có gì. Vâng, có bãi cỏ, thảm cỏ để giúp chúng ta có thể đi bộ, chúng ta có thể chụp ảnh, và rất là nhiều cây xanh để chúng ta có thể hít thở không khí trong lành, nghỉ ngơi dành cho dân cư, và có không gian rộng để cho các bé chúng ta có thể chiều chiều đạp xe mà không nguy hiểm, hoặc các bà các mẹ xuống đây cùng chơi. Và rất là nhiều ghế đá và rất là nhiều tiện ích chợ quê, siêu thị, phòng tập gym, cà phê, thỏa sức cho chúng ta có thể mua sắm, và 24/24 đêm siêu thị vẫn hoạt động nhé. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng sẽ thấy rằng ở dưới chân tòa nhà có bể bơi nội khu miễn phí cho người lớn và trẻ em của dân cư, và có người trông coi, quan sát để cho các ba mẹ và gia đình được yên tâm hơn khi để con đi bơi. Hoặc là có thể chơi ở công viên nội khu, còn bố mẹ thì có thể chơi bóng rổ, chơi cầu lông, vâng, và có thể tập thể dục. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem. Đó, mình sẽ tập thể dục cho các bạn xem nhé. Vâng, đi bộ khoảng 100m thôi thì chúng ta sẽ đến một hồ nước ngọt, diện tích lên tới 24,5 hecta, rất là thoáng đãng, mang đến cho chúng ta rất là nhiều không khí trong lành. Và đặc biệt, cư dân sống ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất từ chủ đầu tư. Và khi mà chúng ta thả hồn vào, chúng ta đi bộ, chúng ta đi tập thể dục, hoặc chúng ta câu cá vào biển hồ nước ngọt, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng xem một vòng nha. Rồi, và rất là nhiều những cái hoạt động tiện ích ở đây, các anh chị chúng ta hãy cùng trải nghiệm, hãy cùng đến đây để Nguyễn Thơm có thể giúp các anh chị chúng ta tham quan tất cả xung quanh ở đây. Rồi, và bây giờ Nguyễn Thơm sẽ cùng nằm một chút chiêu chiêu chiêu. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Anh chị nào quan tâm inbox với Nguyễn Thơm nhé. Hãy nhấc máy lên, alo số điện thoại 0888 649 819 để được hỗ trợ giải pháp trải nghiệm thực tế. Xin chào và sớm gặp lại các anh chị.